Vâng, chào anh ạ. Hôm nay anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của các cầu thủ VPF ngày hôm nay? Trong trận đấu ngày hôm nay gặp Kon Tum với tỷ số hòa 1-1 này thì tôi đánh giá các cầu thủ PVF đã chơi với cái tinh thần nỗ lực đến hết 90 phút và cái sự cố gắng của từng tất cả các vị trí ở trên sân, điều đấy là điều cá nhân tôi hài lòng. Còn về chiến thuật, còn bỏ lỡ rất là nhiều những cơ hội và có những cái rất là nhiều cái cần phải cải thiện nữa. Theo đánh giá chung thì hôm nay PVF đã có một màn trình diễn khá là tốt. Vậy thì không biết ban huấn luyện mình có chiến thuật gì khác so với những trận trước không ạ? Về chiến thuật thì tất cả các đội bóng ở PVF chứ không riêng gì đội A2 bây giờ, tất cả đều vận hành một cái lối chơi. Chỉ có điều là con người thực hiện những theo từng trận đấu nó khác nhau vậy. Còn về chiến thuật, chúng tôi vẫn chơi cái lối chơi như vậy. Em cảm ơn anh. Xin chào em. Nhìn chung BVF hôm nay đã có trận đấu khá là tốt. Việt cảm thấy sao về màn trình diễn cá nhân của mình cũng như những người đồng đội trong trận đấu ngày hôm nay? Trước mắt thì màn trình diễn của em thì đối với em thì vẫn chưa tốt lắm bởi vì mình cần phải cải thiện nhiều hơn. Còn đối với đội BVF thì hôm nay tất cả thi đấu đều rất tốt nhưng mà rất tiếc là chưa chuyển hóa được trận thắng đầu tiên. Ở hiệp 1, BVF đã có bàn thắng bị Việt vị và Việt chính là chủ nhân của bàn thắng đó. Nhưng chỉ một lúc sau, Việt tiếp tục nắm bắt cơ hội và đem về bàn thắng gỡ hòa cho BVF. Vậy em cảm thấy sao? Cảm xúc của em thì rất là vui vì đã gỡ hòa được cho đội bởi vì thế trận đang rất là khó khăn. Ngày hôm nay trên khán đài, phía BVF đã rất sôi động. Vậy Việt có lời nhắn gửi gì đến với những người hâm mộ đã luôn ủng hộ BVF? Thì em cũng có đôi lời nhắn gửi là cũng mong là người hâm mộ đồng hành cùng BVF và luôn ủng hộ các cầu thủ